Người đàn ông 31 tuổi lấy máy cày thuê cho một hộ dân ở ấp chính xã Khánh Hội thì bất ngờ bị lúng do nền đất mềm. Sau đó phương tiện lật ngửa, tài xế mắc kẹt ở dưới tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra sự việc, có gia đình chủ đất chứng kiến nhưng không thể cứu giúp được vì máy cày quá nặng. Người dân xung quanh nhanh chóng huy động chiếc xe cuốc kéo máy cày cùng nạn nhân lên.